Chào các bác nhá, chào mừng các bác này quay lại với shop Tân Ánh nhá. Trong clip này sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách lắp đế chân, của cái thùng quay mật 4 cầu nhá. Thì cái bộ mà các bác, nếu mà các bác nào có nhu cầu lấy đế chân ấy thì là shop sẽ gửi cho các bác luôn. Cái hệ thống đế chân ấy gồm 3 cái thanh V, mặt hình V đã cắt một chút bẻ cong và có khoan lỗ, và một cái gọi là cái dấu sao này, dấu sao ba cạnh như này. Thì để bắt được thì các bác sẽ bắt nó vào chân ba chân một nhá, bắt vào này đó, dựng lên rồi đây. Các bác để quan sát này, ở phía trong này là các bác sẽ cho một cái lông đen, phía trong này cho một lông đen nhá đó. Và phía ngoài là con ốc xiết, phía ngoài là con ốc xiết này. Thì đây là cơ bản là đế chân là ba cái này sẽ như thế này. Sau đó là các bác sẽ có một cái vòng tròn. Đây. Các bác bắt tượng trưng này nhá. Các bắt đầu thả thùng lên. Thả thùng vào. Đấy, bây giờ nó rộng, cái thùng nó bị rộng, nó bị to. Các bác phải nới ốc ra này. Đấy. Khi các bác xoáy vào ấy là các bác xoáy ít thôi, thấy nó mớm mớm ở ngoài thế này đó, mình chỉ chỉnh cái độ rộng, cái độ rộng của nó nhé. Rồi bắt đầu vành khoanh cái vòng tròn ạ, sau đó là khoanh vòng tròn lại, thả thế là đổ. Đó, các bác vành cái vòng tròn ra ở trên cái này, quanh một khen luôn. Ở trên cái cây sắt về ấy, nó có xẻ rãnh nhá, các bác để sập vào rãnh đó, để sập vào rãnh. Sau đó các bác xoáy ốc xiết lại, đây xoáy ốc xiết lại đó. Đây các bác quan sát này, đây chân, đây ba chân nhá là đều có xẻ rãnh. Thì các bác ngoằng cái vòng tròn đó vào cái khe rãnh này, sau đó là xiết ốc lại nhá, xiết ốc lại. Thế xong bắt đầu mình mới tiến hành để cho cái chỉnh cái chân nó thẳng thẳng ngay ngắn lên, ba chân thẳng ngay ngắn lên, và mình siết ba cái ốc này này. Đấy, xem con kia trước nhé, siết ba đào ba con, các bác siết đào ba con, kéo cho cái chân nó thẳng trước, kéo cho cái chân nó đứng ngay ngắn này đấy. Đây là chân nó đứng ngay ngắn là như này đó. Đấy, các bác chỉnh cho chân đứng ngay ngắn lên rồi siết lại. Đó, các bác xiết đào ba con nó chặt tay lại. Thế xong bắt đầu xiết cái con ốc mà nó khóa cái đai tròn ấy. Đấy, như vậy là cái công tác lắp đặt nó đã hoàn thành nhá. Đây, nó chắc chắn. Thì các bác cái lỗ tháo mặt này, lỗ tháo mặt này các bác thả cái thùng vào thì các bác muốn để nó ở vị trí nào các bác xoay. Nhưng mà thường các bác sẽ để ở khoang giữa này, để khoang giữa của hai chân. Đấy, khi đó là mình sẽ cho cam vào đây, cho cam vào đây mình sẽ hấn được mật nhé. Thì đây là cái thùng quay mật 4 cầu để giới thiệu cho các bác, để các bác nắm lại này. Các bác em quay xong này, thùng này thùng 4 cầu, dạng đáy của nó là đáy chóp nón các bác nhé, đáy chóp nón để cho nó róc mật và nó có lỗ tháo mật cho mình luôn, lỗ tháo mật cho mình luôn. Cái bản thân cái thùng này ấy, cái vỏ ngoài này là sẽ bằng chất liệu là inoxi, inox 304, inox 0.500. Nhưng mà cái guồng trong này này, cái guồng trong này ấy, nó là bằng kẽm, bằng sắt và có sơn nhũ trắng. Nói chung là bằng dây kẽm đấy, có sơn nhũ trắng nhá. Thế hệ thống tay quay là tay quay 3 vòng bi rồi, một vòng bi trụ, 2 vòng bi ở tay quay, cực kỳ là êm. Và hệ quay này là quay theo kiểu lực ly tâm, quay theo kiểu lực ly tâm 4 cầu, là các bác quay sẽ không phải lật mặt cầu, chứ không phải là mặt cầu, có lỗ tháo mật. Thì đây là cái thùng quay mật ong 4 cầu có đế chân. Thì như này các bác muốn vận chuyển đi đâu thì các bác ôm vào tay này và mình sẽ nhắc nó đi. Đó, mình nhắc nó đi. Đó. Thì các bác siết chặt cái đế chân vào, siết chặt cái tay vòng này. Siết chặt cái tay vòng này là nó sẽ ghì rất là chắc ấy. Nó ghì cái thùng này xuống cái đế chân rất là chắc, rất là vững. Nhá.
Thế còn đây là cái thùng lõi kẽm. Lõi kẽm. Đấy, lõi kẽm như này. Thùng lõi kẽm như này, nếu mà các bác nào mà lựa chọn hàng cao cấp hơn thì các bác chọn nó bằng inox hết. Trong này là bằng inox hết luôn nhá. Thế đấy là nếu mà hàng cao cấp hơn thì trong này là sẽ bằng inox hết. Thế còn hàng này là hàng lõi kẽm. Thì hàng lõi inox hôm trước có giới thiệu cho các bác rồi. Đó, giới thiệu cho các bác rồi nhá. Nó chỉ khác nhau là cái guồng này này. Tất cả cái này bằng inox hết. Thế còn cái này thì nó bằng kẽm thì nó sẽ rẻ tiền đi. Nhưng mà nó đã có sơn nhũ trắng cho các bác rồi nhé. Đây là thùng quay 4 cầu, quay được ni tâm, cực kỳ là êm. Nó kêu như vậy là các bác bỏ cái dầu mỡ vào chỗ cái phần lỗ dưới ấy. Nó chưa có dầu, nó hơi bị kêu. Nhưng mà khi các bác thả cầu vào ấy, thì nó có lực, nó văng ra nó nặng hơn thì nó sẽ không kêu nữa. Thì các bác quan sát kỹ cho tôi nhé. Và hình dáng này, cái này thì ưu điểm của nó là các bác quay, khi các bác quay là các bác đứng nó đứng này, vừa tầm mình thả cầu vào nó sẽ không bị đau lưng, nó không bị đau lưng này. Và các bác phải kiếm cái can có cái phễu và có miếng nọc, các bác để đó và các bác sẽ nọc được cái mặt luôn, sẽ ra can luôn, rất là sạch sẽ, mình không phải chắt nữa. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Mong nhận được sự ủng hộ các bác dành cho shop nhiều hơn. Các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh và bấm vào thông báo để nhận được những cái video mới nhé. Thì cái này là cái hình thức đáy chân là như này. Thế còn các bác nào mà không muốn đáy chân, các bác muốn về tự làm đáy chân thì các bác có thể là về tự làm đáy chân theo ý của mình. Thì các bác lấy thùng không thôi thì nó sẽ giảm bớt giá thành đi vài trăm nghìn nữa các bác nhé. Chứ còn đây là sẽ có đủ đáy chân giao cho các bác như này. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé.